Mai xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Chuyện Giờ Mới Kể, chương trình được phát sóng trên kênh YouTube Sài Gòn TV Entertainment. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một anh chàng ca sĩ được xem là thần đồng âm nhạc vào những năm 2003-2005. Lúc bấy giờ thì anh chàng này chỉ mới có 5 tuổi thôi, nhưng mà đã có được một lượng fan rất là khủng cùng với lượng đĩa CD phát hành và có rất là nhiều người yêu mến. Như vậy thì anh chàng ca sĩ là ai? Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn video clip ngay sau đây nhé. Bé Châu nổi lên như một hiện tượng âm nhạc với khả năng hát và biểu diễn vũ đạo không khác gì người lớn. Từ 5 đến 6 tuổi, cậu bé đã được công chúng tung hô với danh xưng thần đồng âm nhạc. Với phong cách biểu diễn chẳng khác nào một ông cụ non, cùng ngoại hình luôn được chạy chuốt vuốt keo, cậu bé một bước trở thành ngôi sao âm nhạc được săn đón huy hoàng thời đó. Được biết trong thời điểm đó, bé Châu là trụ cột chính kiếm tiền để có thể về trang trải cho gia đình. Không chỉ có khiếu ca nhạc, cậu bé đa tài này còn có khả năng diễn xuất cực kỳ tự nhiên. Không lạ gì khi thấy bé Châu thường xuyên xuất hiện trong các vở tấu hài của Việt Hương và Hoài Linh. Hiện tại vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật với tên gọi ca sĩ Nguyễn Huy, nhưng có lẽ khán giả đã một phần không biết đến bé Châu ngày nào. Hay có lẽ âm nhạc của Nguyễn Huy đã kén người nghe, kèm với đó là sự vắng bóng một thời gian đã làm cho hình ảnh của bé Châu, ca sĩ Nguyễn Huy dần xa với khán giả. Rời ta tới, yêu là tình dâng cao, gió lao sao ngả hàng phiên. Qua đoạn video vừa rồi thì quý vị cũng biết được là khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai đúng không ạ? Xin được giới thiệu quý vị ca sĩ Nguyễn Huy, hay còn được biết đến với cái tên rất là dễ thương là bé Châu ạ. Xin chào Huy, cảm ơn Huy dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay nhé. Dạ em chào chị Mai Anh, cũng như là chào khán thính giả của chương trình Chuyện Giờ Mới Kể. Có thể nói là thời điểm vào những năm 2000, đầu những năm 2000 thì lúc đó bản thân Mai Anh cũng là fan cứng của Huy luôn. Khi mà đi đâu cũng nghe được giọng của bé Châu ở các đài truyền hình, ở các đĩa CD. Dạ. Không biết là Huy còn nhớ là cái tên bé Châu được hình thành như thế nào không ha? Dạ, thì em nhớ rất rõ cái tên bé Châu nó hình thành như thế nào. Là một cái cơ duyên nào đó tới mà không biết được, là do đĩa lậu đặt cái tên của em là bé Châu, xong em chết tên bé Châu luôn. Là do đĩa lậu đặt tên. À, đĩa lậu đặt tên. Đĩa lậu đặt tên. Là bản thân mình là gia đình mình là Nguyễn Huy bình thường đúng dạ, không? Dạ đó giờ thì giống như là đi ra nước ngoài thì từ Mỹ lúc đó là băng là của Mỹ. Thì phát hành ra vẫn để tên là Nguyễn Huy, nhưng mà không biết làm sao mà tự nhiên cứ chết tên bé Châu. Mà từ đó đến giờ em đi diễn ở ngoài thì lúc nào cũng ngày xưa sẽ có mấy cái băng rôn á. Thì luôn luôn nó sẽ có để cái chữ bé Châu bự nhất, xong rồi mở ngoặc ra Nguyễn Huy đóng ngoặc lại. Vậy đó. À, tại vì thật ra là khán giả sẽ biết cái tên bé Châu nhiều hơn là Nguyễn Huy đó Huy ạ. Dạ đúng rồi, nhưng mà nếu mà ở Việt Nam á, còn ví dụ như qua nước ngoài á, thì nói bé Châu thì người ta không biết. Nhưng mà còn nói Huy Nguyễn thì người ta biết. Nhưng mà đúng là cái tên bé Châu nó cũng gắn liền với mình, cũng là một cái duyên đúng không? Dạ đúng rồi. Thì khi đó, theo như anh nhớ là Huy nổi tiếng chỉ mới có 5 tuổi thôi. Lúc đó mình có biết là mình nổi tiếng không? Chắc em nghĩ em biết á. Lúc đó em cũng không có nghĩ mình nổi tiếng, nhưng mà xong đang ngồi ăn cơm với ba, thì gia đình đang ngồi ăn cơm thì có một cuộc điện thoại là nói trời ơi dạo này con anh nổi lắm, ở dưới miền Tây là mở đĩa của con anh xuống. Thì cũng giống như bây giờ, là giống như là một cái sản phẩm nào mà được mở quán cà phê hay là đi đâu mình cũng nghe là mình biết, là biết cái bản đó hit rồi đó. Thì em cũng không biết là lý do tại sao, nhưng mà tự nhiên là một người nào đó báo về là biết mình hit rồi. Như vậy lúc đó mình còn nhỏ, mình đối diện cái sự nổi tiếng như thế nào? Em rất sợ. Tại vì em bị ám ảnh theo cái kiểu mà không phải mình không thích theo cái sự hào nhoáng. Em thích cái sự hào nhoáng là khi nào mà em lên sân khấu thì mọi người hô hào rồi mình hát, mình cảm giác mình sung hơn. Nhưng mà còn khi mà em bước xuống sân khấu, em muốn là em có một cái cuộc sống riêng của em. Thì cho nên là mỗi lần mà em ngồi ăn hay gì đó, cái ba kêu ví dụ như có người nào tới nội giống con giống cái Châu như vậy, xong cái ba nói nói bé Châu đó. Cái em là lúc nào cũng cố gì thôi. Chứ tại vì em nói thiệt là em sợ, tại vì em bị sợ theo cái kiểu vậy, là cô chú hay thường thường hay thương á, thương xong rồi bắt đầu cái nựng rồi ngắt rồi nhéo rồi cắn nữa. Là lần nào em đi diễn về không có cái vết bầm nào mà không có hết trơn á, trên tay trên cổ trên chân là cái gì cũng có hết, ngắt nhéo. Mà lúc đó là mọi người sẽ biết là ba em hay cõng em trên vai vậy nè, em đi diễn vậy nè, là có người mà ngắt em từ ở trên kéo xuống vậy luôn. Trời ơi. Đó cho nên là em cảm giác em sợ. Sợ là như vậy.
Nhưng mà lúc đó mình có nhiều show không cho? Dạ nhiều. Mà nhiều. Bây giờ lại kêu là châu nữa. Cái thời điểm mà mình đỉnh điểm nhiều show nhất là khoảng bao nhiêu show? Dạ 8 show một ngày. 8 show một ngày. Dạ. Huy có thấy là lúc đó mình bị mất tuổi thơ không? Tại vì mình nổi tiếng quá. Dạ nếu mà gọi là mất tuổi thơ thì em cũng không mất tuổi thơ lắm. Nhưng mà thì em nghĩ là nếu mà so với những bạn khác thì có thể mất tuổi thơ. Nhưng mà bù lại ví dụ như những cái ngày mà không đi diễn thì em vẫn tìm lại cái niềm vui của em. Em vẫn đi chơi với bạn đồng lứa, em vẫn đi đá banh, em vẫn đi này kia đi kia. Như vậy là thời điểm đó khi mà mình mới 5 tuổi, bản thân mình bỗng nhiên lại nổi tiếng quá nhiều. Thì khi đó có dự định gì cho tương lai không? Hay là cứ biết là mình cứ đi hát thôi? Lúc đó em còn không biết gì, lúc mới 5 tuổi mà em đâu có biết dự định gì cho tương lai đâu. Gia đình của mình đó. Không, em cũng không biết nữa. Cái đó là dự định tương lai, dự định cho em như thế nào là cái đó là gia đình em hết. Chứ còn từ lúc đó còn nhỏ em đâu có biết dự định tương lai của mình sẽ như thế nào. Lúc đó là cứ có show là đi hát thôi đúng không? Là giống như là em chỉ có đi học, xong rồi vừa đi học về là ăn cơm, hoặc là xe tới tận trường xong rồi rước đi hát luôn. Ăn cơm. Nếu như mà lúc thời điểm đó là cái xe là nhà của em là nhiều hơn em về nhà. Rồi cái sự nổi tiếng của bé Châu đó nó kéo dài cho tới khi nào ha? Em nhớ không lầm là em diễn cái show Võ Lâm Truyền Kỳ của chú Nhật Cường là Cười Để Nhớ Hai. Là lúc đó là sau cái đó thì mọi người vẫn nhớ cái bài em hát với anh Kim Minh Huy, là cũng là thần đồng Linh Tí ngày xưa đó. Là bài Ta Đi Tìm Em. Thì sau đó thì mọi người vẫn nhớ em tới cái bài Ta Đi Tìm Em. Là từ cái quãng cái thời gian đó là em bể giọng, em vỡ giọng, em vỡ giọng cái khoảng thời gian đó là em ngưng. Em ngưng hoạt động, không có ra sản phẩm nữa. Như vậy là có phải lý do là do Huy bị bể giọng nên là mình mới ngưng ca hát không? Hay là còn một cái lý do gì nữa? Vì mấy anh nhớ là có một khoảng thời gian là cái tên bé Châu là mất hút luôn. Vì trước đó là rất, có thể nói là nổi đình nổi đám, nhưng sau đó lại mất hút luôn. Thì cái nguyên do là vì sao? Thì ở trong showbiz này cũng vậy. Ví dụ mà mình vắng bóng thì như một năm, hai năm, hoặc là khoảng giờ một, hai tháng thì là người ta có thể quên mất mình gì. Với lại người ta, ví dụ như khán giả sẽ có thị hiếu là cái màn comeback của mình nó sẽ dữ dằn hơn ngày xưa, sẽ cái gì đó nó hoành tráng. Chứ còn nếu như mà mình công tác theo kiểu như vậy là mọi người thứ nhất là không đón nhận, và thứ hai còn chỉ trích nữa. Thì đó, cho nên là cái khoảng thời gian đó là em vỡ giọng rất là nhiều. Em vỡ giọng là giống như là cứ em không phải là không hát, mình vỡ giọng em cũng phải tập luyện để cho cái giọng mình nó chuẩn rồi. Chứ em sợ em vỡ giọng, có nhiều người người ta vỡ giọng xong người ta không tập, kể cả con gái này, khi mà có một thời gian người ta sẽ đổi giọng. Thì em phải tập cho cái giọng nó chỉnh chu lại. Nhưng thật sự khi đó giữa cái bước ngoặt từ nổi tiếng và sau đó cái tên bé Châu mất hút, thì không biết lúc đó Huy có gặp khó khăn gì? Thì giống như là em sẽ nghe được có nhiều lời không hay. Do gia đình Huy hay là do thằng Huy rồi vợ này, thằng Huy nó hết thời, đừng có gì vậy. Nhưng mà thật sự là cái đó mọi người có thể coi là cái khó khăn, nhưng mà em thì giọng một con người sống rất lạc quan, em nhìn vô cái đó nói tại cái đó hồi nhỏ thôi, còn giờ lớn thì tôi sẽ khác. Mọi người hỏi lý do tại sao bây giờ em hát nó không nhảy nữa. Bây giờ mọi người biết em là bé Châu, là để nhảy, là để diễn. Nhưng mà Nguyễn Huy sẽ là hát, là sẽ là một màn comeback nó ấn tượng. Thì hơn, Nguyễn Huy là hát hơn, đúng không? Nguyễn Huy sẽ là hát. Còn bé Châu mọi người muốn hỏi, bây giờ thí dụ như mọi người muốn cần bé Châu là cần bé Châu là nhảy và diễn hài hay là bất cứ cái gì đó, chứ không phải là bé Châu là hát. Nếu như mà so ra bé Châu đâu hát. Nhưng mà còn Nguyễn Huy thì Nguyễn Huy cần là Nguyễn Huy phải hoàn thiện mình hơn như thế nào. Từ hát, đầu tiên mình gọi mình ca sĩ thì đầu tiên phải là chú trọng cái giọng hát. Mặc dù cái giọng hát của mình so với những người ngoài thì nó không hay, nhưng mà ăn thua mình phải càng hàng đến cái trao dồi hơn, để sau cái màn comeback của mình thì quý vị khán giả sẽ coi là đây là một Nguyễn Huy hoàn toàn mới, chứ không phải là một bé Châu ngày xưa. Vì bản thân anh đang định hỏi Huy là ngày xưa trong cái giai đoạn quá khứ của mình á, thì thời điểm nào là khó khăn nhất và đã vượt qua như thế nào. Nhưng chắc có lẽ là anh sẽ không cần hỏi nữa, vì ngày hôm nay khi mà anh gặp Huy ở đây á, thì thấy là Huy là một người rất là lạc quan, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ thân thiện hết. Nên là cái sự khó khăn trong cuộc sống mình cũng dễ bước qua đúng không? Dạ đúng rồi. Trong cái thời điểm mà em khó khăn nhất là chắc năm 2018, là cái năm nó quá nhiều cái nó ập tới. Ví dụ như gia đình phá sản. Gia đình em phá sản rồi, người thân gia đình, chị ruột em, bà ngoại, rồi mọi thứ, rồi cái gì nó cũng đổ dồn một cái năm đó. Năm 2018 là lúc đó là Huy bao nhiêu tuổi nhỉ? Không nhớ nữa. Em hai mấy
23, 24 gì á. Cũng còn rất là trẻ khi mà thì cũng mới cách đây 3 năm thôi. Dạ đúng rồi. Ê, vậy 3 năm là 22, 23 gì đó. Tôi nhìn nổi là 4 tiếng luôn. Vô tư tới mức độ đó đó dạ. Quý vị ạ. Thì cách đây 3 năm thôi, 20 mấy tuổi. Và rất là nhiều những khó khăn nó ập đến cho mình ở cái khoảng thời gian còn rất là trẻ như vậy. Thì khi đó Huy đã vượt qua như thế nào? Dạ thì lúc đó là em cũng phải có một cái thời gian mà trầm cảm và suy tư ở một mình giống như mọi người thôi. Tại mình cũng là con người, mình sẽ có lúc mình sâu lắng á. Xong rồi cái lúc đó là lúc đó em không ở với gia đình, và tối ngày em chỉ có ở trong phòng thôi. Thì lúc đó là phải trang trải cuộc sống, thì em còn làm quán bar nữa. Em làm booking, em làm gì đó để lễ cho mình trang trải cuộc sống, là em làm phòng thu đó. Rồi cứ nhốt trong phòng là không có công việc gì làm, là tối ngày ở trong phòng không, rồi kêu đồ ăn kêu nước là ở trong phòng suốt, không có bước ra khỏi, hoặc là không thấy ánh nắng mặt trời luôn. Nói chung là tự kỷ luôn, giống như là tự kỷ luôn đó. Rồi sau đó rồi chắc cũng là do một cái nguyên do là do dịch tới. Dịch tới xong cái bắt đầu là mọi thứ nó đóng cửa lại hết, xong rồi em không có cái gì hay làm nữa. Xong rồi em nói vậy thôi, em tự tặng thưởng cho em một chuyến đi du lịch. Xong rồi em cứ nghĩ là em sẽ đi ra ngoài Phan Thiết em chơi với ông anh em 5 ngày thôi. Xong cái đợt dịch đó, lúc đó nó phát lên cái câu mà đang ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó. Rồi xong rồi em ở đó một tháng trời mà thiếu điều, mà bây giờ là em thuộc lòng cái Phan Thiết trong tay luôn. Đó. Thì bắt đầu là nó cũng sẽ, nó nhả ra từ từ. Cái tâm lý mình nhả ra từ từ. Xong vừa đợt dịch xong là cái bắt đầu em nhận được một bộ phim. Là em đi một tháng trời, cũng là ở đất Bình Thuận mà nghe là gì, ở đó một tháng nữa. Rồi sau đó cái bắt đầu cái quen lại với anh chị em ở trong ekip, cái bắt đầu nói chuyện được, xong rồi bắt đầu anh em chơi vui nói chuyện, rồi sau đó bắt đầu thoải mái, rồi từ đó tự nhiên rõ ràng là khi mà có giống như là Huy vừa chia sẻ là Covid những cánh cửa đóng lại, nhưng mà lại có một cánh cửa khác mở ra cho Huy, riêng với ca sĩ Nguyễn Huy, đúng không ạ? Thì nãy giờ chúng ta cũng đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện trong quá khứ rồi. Và khi mà Huy nhìn lại tất cả những chuyện trong quá khứ, từ khi mà mình nổi tiếng cho đến khi cái tên bé Châu không còn nữa, thì Huy muốn nói lời cảm ơn hay là xin lỗi với quá khứ của mình? Cái thật sự là em, nếu mà so với em á nha, so với bản thân em là thật sự là em cảm ơn bé Châu hồi xưa rất là nhiều. Vì nếu như mà tới thời điểm bây giờ em không cảm ơn tên bé Châu đó thì mọi người cũng sẽ không biết em rồi. Vì em đi ra đường bây giờ mọi người vẫn nhớ, vẫn là mọi người vẫn nhớ, à Nguyễn Huy nha. Giờ người ta là Nguyễn Huy rồi, không phải là bé Châu rồi đâu. Là người ta vẫn nhớ lại, người ta nhớ em hiện tại em vẫn là Nguyễn Huy. Nhưng mà người ta quay lại người ta nói bây giờ người ta là Nguyễn Huy, không phải là bé Châu rồi đâu. Thì phải gọi là từ cái gốc em mới có cái hiện tại bây giờ. Đúng rồi. Đó. Thì nói chung là em dĩ nhiên phải cảm ơn nó rồi chứ. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm gác lại quá khứ một bên ha. Đến với phần sau của chương trình thì bây giờ chuyện giờ mới kể sẽ mang đến cho Nguyễn Huy một thử thách, một trò chơi. Sẵn sàng tham gia không ạ? Dạ. Để thay đổi không khí một chút ha. Bây giờ xin mời trò chơi của chương trình. Và thử thách của chương trình ngày hôm nay đó chính là sẽ có 10 lá thăm. Đây là 10 lá thăm ha. Yeah. Và trong 10 lá thăm này đó chính là 10 ca khúc mà Huy đã từng hát, bé Châu đã từng hát. Yeah. Nhưng mà trong này không phải là cái tên bình thường mà là tên viết tắt. Yeah. Đó, tên viết tắt ví dụ như Nguyễn Huy là NH. Dạ rồi. Thì khi mà Huy bóc một lá thăm, mình sẽ phải đoán được tên ca khúc này là ca khúc gì trong vòng 10 giây và sau đó sẽ hát một đoạn trong ca khúc đó. Nếu mà không được thì sẽ phải chịu hình phạt. Đây là những hình phạt mà mình bóc thăm luôn nếu mà không được ha. Đó, ở đây có bánh mì nè, rồi kẹo dẻo, rất là nhiều những cái thứ mà mình sẽ phải không, nếu như mà về thử thách mà vận động hay là gì em không sợ, nhưng mà còn cái bánh mì này em có thể ăn được, nhưng mà còn cái bánh này nè em sợ, mà tại em không hảo ngọt. Không hảo ngọt hả? Sợ. Rồi bây giờ sẵn sàng chưa? Dạ rồi, sẵn sàng. Lá thăm đầu tiên xin mời. S S M G M G không lẽ để chữ Samuyong. Samuyong chính xác. Wow. Bản chất của mình có khác ha. Một đạn trong Samuyong được không ạ? Dạ được. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ suối mái lá ngang,
nghèo cũng đừng dột xíu. Ok. Rồi cái này để đây đúng không chị? Thử thách này là không làm gì được với bé Châu này. Để đây hả chị? Rồi để đó luôn. À, lá thằng thứ hai nha. Ok. 10 giây bắt đầu. Dẫu biết ta có nhau. Không biết sao chừng nào mới chịu được hình. Bài của em là em dễ nhớ. Dẫu biết ta có nhau, sáng tác à? Của nhạc sĩ Duy Cường. Dạ đúng rồi, Duy Cường. Dẫu biết ta có nhau, đã có nhau rất lâu, yêu thương bao năm tưởng như sẽ không bao giờ thay đổi. Vì em rời xa, em vừa quên đi tình yêu xưa ngày ta có nhau. Oh 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 oh. Bài này quá. Ok. Câu tiếp theo. Chữ T với chữ B. Tay bay, tay bay. Tình phai. Ok, tình phai. Em suy thấy là một lát nữa là bản thân MC phải ăn hết. Ủa, khoan là em hỏi là em trả lời được hết là MC bị phạt hả? Ủa đâu có đâu đúng không? Đâu có đâu biên tập. Dạ đúng không? Dạ đúng không? Có ạ. Trời ơi, vậy là em có yêu cầu gì nếu mà em trả lời hết thì MC bị phạt đúng không? Ok. Rồi khi đắm say tình yêu mới, em có còn nhớ chuyện ngày xưa? Và mai mốt ôm đàn sang bên, em có nhớ khi mình đắm say? Rồi, thôi khỏi luôn. Bài này bài ấn định tên tuổi của bé Châu, hãy cho tôi. Một nhạc phẩm sáng tác của Dino và Bằng Dũng. Hay quá à. Em cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, em cho tôi bao ưu phiền lắng đồng. Em cho tôi về cho tôi say. Để tôi bóp. Trời ơi. TTBL. TTBL. 10 giây bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Trái tim Bình Lệ. Trái tim Bình Lệ. Đúng rồi. Phạm Khải Tuấn, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn, Trái tim Bình Lệ. Em đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu người yêu em. Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh thầm yêu em nên tim đâu giá rời. Mà này tôi cũng biết nữa mà, nói gì tới Nguyễn Huy cũng biết hả? Rồi tiếp theo. Đứa bé. Sáng tác của nhạc sĩ Minh Khang. Dạ đúng. Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương, lòng nhân ái của con người. Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam. CCVC. Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Không, cái này thua thiệt, không nhớ. Cái này em không nhớ thiệt. Cô gái vóc trong. Ôi, đất ơi. Cô gái vóc trong. Trời ơi, biên tập chơi em rồi. Tại vì cái bài này em không có ra sản phẩm, em chỉ đi hát chơi ở ngoài thôi. Không, cái tập hay hát chơi lắm. Rồi. Không hát chơi hết trơn. Đó. Như bao cô gái ở trên non, cô gái sông ba đầu búi tóc thon, tay vót trong miệng hát không nghỉ. Như bao cô gái ở trên non, như bao cô gái ở Tây Nguyên, ai nhanh tay vót bằng tay em, chim hót không hay bằng tiếng hát em. Môi mũi trong nhan sắc cầm thù, xin theo quân cướp nào vô đây, xin theo quân cướp nào vô đây. Hết. Hay quá, mọi người cho nó có tay lại nhưng mà Huy vẫn phải bị phạt. Ok. Xin mời Huy rút ra thăm nè. Okay. Mong là không ăn được. Hình phạt tình cảm. Hình phạt tình cảm là khách mời thể hiện một hành động tình cảm đối với MC. Ok, bắt tay cho. Cảm ơn Huy rất nhiều. Rồi, cho vừa lòng biên tập. Tiếp còn mấy lá thăm nữa. Ai à, cô gái vốt chồng. N-S-O-R-N-X-O. Cái gì? Q mà. Ủa Q? Ủa này Q hay O?
À không. Ơ. Ơ hả? N sờ. Ơ. Ơ. Chữ ơ là chữ gì? Ơ. Có bài gì có chữ ơ? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ít là vậy có xuân thôi mà không biết chữ gì. Bài gì? Ngày xưa ơi, ngày xưa. À ngày xưa ơi, trời ơi. Da, 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 da. Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ, xa cánh hồng lâu ông nhớ. Ngày da, da, da. Xa dáng em dày gầy trong ướt áo, xa lời hứa khi xưa. Trời ơi, ngày xưa ơi. Ngày xưa ơi. Ngày xưa ơi là bài này ngày xưa có ra sản phẩm không ha? Dạ có, bài này là có ra sản phẩm. À, có ra sản phẩm giờ đáng phạt lắm chứ không có nói gì nữa hết trơn. Dạ, tại để cái gạch đít nè, em không biết, em tưởng là chữ Q. Lát hồi ra xử đi tập sao? Dạ đúng rồi. Ai da. Ui xưa. Anh phải ấm thôi. Giờ muốn ăn nào? Em ăn cái này đi. Ủa là ăn lần cũng không có đơn giản. Ăn à, hình phạt này á, tại vì biên tập cũng ít có ác lắm. Thì Huy sẽ phải ăn một lần làm sao cho hết một ổ bánh mì này. Có nghĩa là bỏ một lần vô trong miệng mình luôn, ăn cho hết. Bỏ một lần. Ủa xé là được mà. Dạ không được xé. Ủa thì nói bỏ miễn sao bỏ một lần vô thôi chứ giờ. Dạ bỏ lần vô, giờ mình xếp cái bánh mì sao đó bỏ vô một lần vô miệng được. Đó bởi vậy sản phẩm mình không nhớ làm chi. Em cảm giác em hận biên tập ghê. Lát hồi em có thể xử biên tập sao? Cái này không biết sao nhét vô miệng vừa nữa ta. Khẩu hình miệng mình à. Wow. Không được, không nổi luôn, không nổi đâu. Này nửa cái thì được chứ còn một cái cho khó. Cho hai lần, hai lần. Hai lần nha, cho hai lần đi. Chứ khó quá. Còn hình phạt nữa, còn mấy lá thăm mình ráng trả lời cho đúng như thế nha. Em mong lần sau để em có thể tới được chuyện gì quên chuyện rồi giờ mới kể. Chuyện giờ mới kể để em phục thù MC. Ờ dạ, lần sau là dạ lần sau Nguyễn Huy làm MC còn mang làm khách mời ha. Ráng tìm thử thách nào để cho tôi làm được hen. Tại biết sao không, em sợ đồ ngọt ăn cái bánh nó kia nó, em tưởng bánh mì không bây giờ nó cũng ngọt không. À giờ nó cũng ngọt á hả. Rồi thôi xin lỗi, xin lỗi. Cái nhân ở trong nhân kem. Chị có hai lá thăm nè. Dạ, rồi chị muốn lấy gì cũng được. Lấy gì cũng được đúng không? Trước sau gì cũng vậy thôi. CT Con tim mù lòa. Giờ cỡ nào cũng bán đúng trời. Nước bánh đi Huy, nước bánh. Người ta thường nói khi yêu con tim mù lòa, chỉ yêu chỉ sống cho riêng mình. Người ta thường nói khi yêu ai yêu thật thà, dù yêu là biết không đường về. Và khi đã biết yêu là đã biết hy vọng, dù cuộc tình đầu chưa dám nói, dòng thư tình viết sao sao vẫn cứ e ngại, đêm đêm nhớ thương, đêm đêm khát khao. Và lá thăm cuối cùng, lá thăm cuối cùng của chúng ta là NNAM. Bị nữa trời. Này MA là mai ăn đó. Nói nhớ anh mày. Hay quá. Này người tình hỡi anh đang nơi đâu em có. Ôi sao như bắt lạc công vậy ta. Này người tình hỡi em đang nơi đâu, em có biết chăng anh đang nơi đây rất nhớ em. Thầm mong người sẽ trở lại, về lại con phố nơi ta từng chứng minh hẹn thề yêu thương nhau. Như đã câu là được bao lâu đâu em đã rời xa. Này người tình hỡi em đang nơi đâu, em có biết chẳng bao ngày anh đang ngóng đợi, mong manh tựa như khói mây. Giáo của tim anh nơi hao gầy, giờ anh ghê của tháng ngày ngồi nhớ em trong từng phút giây. Okay. Chúc mừng, chúc mừng vượt qua thử thách, ăn có cái bánh thôi là hay rồi, không phải ăn hết mấy bánh ngọt này. À, chúc mừng Huy đã vượt qua được những thử thách của chuyện giờ mới kể ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phần tiếp theo của chương trình. Quý vị thân mến, và ở phần 2 chương trình thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện ca sĩ Nguyễn Huy đã tìm lại hào quang như thế nào nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ tiếp tục follow kênh YouTube Sài Gòn TV Entertainment để theo dõi nhé. Xin mời.